Em xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em một con quay thái tầm 10 nha. Xe này là nguyên zin, máy là cực kỳ êm luôn, và không để mất thời gian của anh em nữa quay nha. Rất dép là nổ nè anh em. Này anh em quay này cho anh em coi. Xe này ha, rất dép có nhẹ nổ nè. À, anh em có nghe gì không? À, tôi vớt dép mà nó nổ rồi đó anh em. Này ganti nổ nè. Không tin luôn nha anh em. Rồi chiếc xe này gỗ ganti kìa. Hiền ơi là hiền luôn. Xịt 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 xịt. Đây cái máy nổ đây. Đó, anh em nghe cái máy nổ không? Xịt 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 xịt. Cái máy nổ. Đó, thì xe này em quay chi tiết cho tả chuẩn luôn cho anh em xem ha. Xe này thì căm đùm niền zin theo xe nha anh em. Đó. Nhịp nó nổ nhịp anh em thấy không? Ốc tán còn đẹp nha anh em. Thì xe này bây giờ em bắn đứng, xe đứng nha anh em. Đó, xe đứng. Bô zin. Các chân zin hết. Lốc lít đồ là zin hết nha anh em. Các chân dài nha. Đó, các chân dài. Phục xiết đồ, nói chung xe này sạch sẽ. Bô zin luôn. 985. Bô 011 nha anh em. Tiếng hay thì con này mình đứng bán đứng xe đứng nha anh em. Thì trong vòng một cái clip này, trong vòng một ngày nếu anh em không chơi xe đứng em sẽ rã con này nha. Đó, bây giờ em quay chi tiết cho anh em xem ha. Trước tiên em rã thì em sẽ test máy cho anh em nghe ha. Đó, cái máy xe này nó im như vậy nè anh em, không biết anh em trong video có nghe lớn hay không, chứ ở đây em thấy nó chỉ nghe xịt 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 cái chiếc xe nó nhiệt nè. Anh em thấy không? Này tiếng bồ nổ đây. Bình xăng này là bao ganti nhuyễn luôn nha anh em. Đây anh em ơi, hôm nay em chia sẻ với anh em một cái full bộ bình xăng đời 99 nha anh em. Bộ này giờ chắc kiếm cũng hơi bị hiếm nha anh em. Đẹp từ trong ra ngoài, từ con ốc luôn nha. Đúng bình 99 nha anh em. Đây full bình. Thì cái bình này bộ e nó còn 3 đát luôn nè anh em. 99 nè. Anh em thấy không? KFL. Đây cũng 99 luôn nè. Hiếm lắm anh em à. Hiếm giờ hiếm được cái bình 3 đát vậy đi. Này ốc tán rất là đẹp. 7 màu. Chung là bình có sao nói vậy nha anh em. Quay chi tiết để anh em coi ha. Bình này em mới rã lần đầu để vệ sinh luôn nè anh em, con ốc mà. Cực đẹp luôn. Đó. Mấy cái co này anh em nhìn cái co mở lần đầu hết cực đẹp, co 99, nói chung là đáp 99 hết, bình đẹp từ trong ra ngoài nha anh em. Đó thì trước tiên em rã con này thì em đã test máy anh em rồi, cái máy là cực kỳ im luôn. Ai chơi những cái món đồ trên xe này thì cứ dưới màn hình anh em cứ điện thoại trực tiếp ha, kết bạn Zalo em sẽ chi tiết cho anh em thêm ha. Thì trước tiên thì em quay dàn áo đi. Dàn áo anh em về sơn lại ha. Áo thì không có gãy bát biết gì nha anh em. Đây áo màu đỏ, bát rồi còn ok hết nha, về cộm mà. Thì áo này giao lưu với anh em 3 triệu nha anh em. Full hết dàn áo nha. 3 triệu. Đó, cánh bẩn bên này là không có bể không gì nha. Bên này lại bể nha. Bể chút xíu bên này anh em về xử lý được nha. Thì em video có sao nói vậy ha. Dè bọng còn cực đẹp luôn nè. Tháo hai cái lỗ tai ra quay cho anh em coi ha. Không gãy không gì nha. Đây hai lỗ tai nó nè.
có gãy nha anh em, hai lỗ tai thì cái móc này có gãy nhẹ nha anh em, vậy anh em xử lý nha. Đó, tháo ra anh em quay cho anh em coi chi tiết ha. Còn đây là chá đèn ha, chá đèn chá nhan cắm đâm niên đấy, cặp rất chân dài, cái chân dài thì ốc thì nó chưa xài nha anh em ha, còn lên xuống bình thường nha. Đó, chân dài còn khá đẹp ha. À, cặp các chân dài này anh em nào chơi để anh em 950 nha, giá thợ luôn nha anh em, tiền nào của đấy nha anh em, còn rất là đẹp nha anh em, về anh em gắn lên xe cọp nha. Cái bô này á nó có bị giống như bị chốc xi ở đây nè anh em, mà tiếng còn hay. Anh em nào chơi thì em để lại cái bô này giá rẻ để anh em chơi ha, triệu mấy thôi, anh em vậy anh em muốn xì xì. Rồi cặp phuộc, cặp phuộc này xì còn đẹp mà chân cũng còn khá, cặp này 450 nha anh em nè, anh em coi nè. Rồi cặp bánh này nguyên hình đùm này kia là nước sơn còn zin nè. Cặp bánh này bánh sau thì Gucci rồi nha anh em, bánh sau là Gucci rồi, thì bánh sau này bánh trước còn zin, bánh sau là like Gucci, thì em bán tính giống như là giao lưu nhẹ với anh em thôi. Cặp này 1.3 triệu đó, 1.3 triệu Gucci zin ha, chưa một mọt nha anh em, niền trước thì zin. Rồi gấp bột sên 2.000 nè, gấp bột sên 2.000 anh em coi nè, chưa một mọt gì nha anh em. Đó, nước sơn chạy chỉ đó, gấp zin đó, thấy chữ cao anh em, thấy chữ cao đó, gấp zin, gấp bột sên giao lưu với anh em 1.2 triệu nha, nó không bị một mọt gì nha, gấp bột sên. Rồi cặp cơm, cặp cơm này là cặp cơm zin nha, đang hoạt động bình thường nha anh em, bên đây chỉ start còn ha. Cặp này giao lưu với anh em 400.000 nha. Rồi còn đồng hồ, đồng hồ hoạt động bình thường nha anh em, em mới test ha, mặt kính zin có găng nứt nhẹ đó, như hình anh em coi báo số nè, 21399 nha anh em đó, 21399. Thì cái đồng hồ này em bán 600.000 nha, đang hoạt động bình thường nha, kim cũng còn tốt nha anh em. Rồi tới đây thôi, rồi em chia sẻ tới đây là lát em mở dần áo ra đồ này kia nọ, rồi quay ở trong chi tiết hơn rồi báo giá thêm anh em nha. Đây còn cặp phuộc nè, phuộc ở đây em bán bao anh em ha, nhúng nhảy là các kiểu nha, chưa xì chưa sọt như nè anh em, ở tay cầm nó có xét nhẹ nè, cặp này giao lưu với anh em 5 xị, về bao anh em gắn lên xe nha. Đó, em mới mở ra chưa vệ sinh chưa gì hết, có sao quay vậy đó anh em. Đó, 5 xị bao anh em nhúng nhảy. Cặp bánh thì niền thì còn khá đẹp nha anh em, cầm cũng còn đẹp nha, có một mọt này nè, nè một này nè, anh em về anh em xử lý hàng lại đó, em bán thì có sao nói vậy. Thì cặp niền bánh trước bánh sau giao lưu với anh em đó 1.3 triệu đó. Còn ở bên đây thì có một cái sườn em mới ướt nha, hồ sơ cầm tay nha anh em, sườn này hồ sơ cầm tay nè đó. Sườn nước sơn zin còn khá đẹp ha, ở trên này mới rớt ra. Thì anh em nào miền Tây mua là em ký nối qua trong ngày luôn nha anh em, trong ngày luôn. Bộ sườn nè gồm có chẳng ba sườn, bánh mặt nạ,
Đó, bánh mặt nạ kèn chuẩn ba, giao lưu với anh em, bao hồ sơ cho anh em luôn thì giá 7 triệu nha anh em. Đó có chuẩn ba luôn các kiểu đó, em bán vậy là 7 triệu. Còn anh em mua mà anh em vô anh em kêu mua không lấy này không lấy kia là không có nha anh em. Em bán full như vậy có chuẩn ba này kia các kiểu là 7 triệu anh em được mua không được, anh em mình vẫn vui vẻ không. Xuồng này 99 nha anh em, này cần thắng zin 99 nè, gai là gai còn cả sầu riêng luôn nha anh em, gai nhọn quắc luôn nha. Nó tặng anh em cái chống đứng với cái cần thắng nó như hình đó, em quay như hình nè, sườn không một mọt nha anh em. Đó giá 7 triệu đó, em quay chi tiết rồi nha anh em, coi video chi tiết rồi em quay chi tiết hết rồi nha. Ống cà nông nè, mở anh em coi nè, đây mình thực tế nha, ống cà nông có bị bể miệng nha anh em, về xử lý nha. Đó hồ sơ cầm tay đó, em bán 7 triệu hồ sơ cầm tay chứng giấy trong ngày luôn. Còn chẳng hạn như cái bộ bên đây nó không bể một miệng, hồ sơ không cầm tay đây nè anh em thấy không, hồ sơ không cầm tay không có chẵn ba thì em bán anh em 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi là anh em phải phải chờ hồ sơ, giờ hồ sơ chẳng hạn như là 1 tháng anh em không gấp thì anh em mua cả tháng tháng mấy thì hồ sơ thì giờ nó có về sẵn rồi, bây giờ ký nối qua cũng 500 ngàn rồi, tính ra bộ hồ sơ này em bán có 6 triệu chứ nhiêu anh em, chưa tới 6 triệu nữa anh em coi nè. Anh em trừ cái chẵn ba ra đúng không, trừ cái chẵn ba ra với cái bánh mặt nạ này ra là cái mắt mặt nạ này 200, chẵn ba này cũng 450, 250 là 650 rồi đúng không, 650 cái tiền công công chứng này 500 ngàn nữa anh thấy hết triệu mốt 50 rồi, tính ra cái sườn này có 1,8 triệu 50 chứ như anh em, đó bao hồ sơ nha anh em sẵn luôn đúng không. Còn anh em nào nhanh gọn lẹ nè, không lấy chẵn ba 6 triệu rưỡi hồ sơ bụp bẹt xong đó như hình, bỏ chẵn ba ra bỏ mặt bánh mặt nạ ra 650, 6 triệu rưỡi chứ. Nhanh gọn lẹ nha anh em.